Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. George Stever Academy, được gọi tắt là GSA, là trường tư thục nội trú được thành lập vào năm 1803, tọa lạc tại bang Maine. Trường tập trung đầu tư vào các nhu cầu của học sinh bằng cách cung cấp các chương trình học có tính cạnh tranh và toàn diện, giúp các em nâng cao được kiến thức, phát triển sức sáng tạo, tính độc lập, tiềm năng của bản thân và chuẩn bị cho các em đạt được mục tiêu sau khi tốt nghiệp. Chương trình giảng dạy được mở rộng với các khóa học chuyển tín chỉ vào đại học, với các khóa học danh dự, môi trường và khoa học biển, nghệ thuật và công nghệ công nghiệp, Anh văn và ngoại ngữ khác. Ngoài ra, trường còn cung cấp hơn 35 câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa và thể thao, giúp cho các em giải trí sau giờ học. Để được tư vấn miễn phí về chương trình du học của Mỹ, các bạn hãy liên hệ đến các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương để được hỗ trợ qua hotline 0996377629. Trường cung cấp một ký túc xá nam và một ký túc xá nữ nằm ở trung tâm của khuôn viên trường, giúp các em thuận tiện trong việc đi di chuyển đến lớp. Cơ sở vật chất cũng như phòng ốc tại đây vừa được cải tạo để phù hợp với nhu cầu của các em học sinh, gồm có internet băng thông rộng được phủ sóng khắp tòa nhà, truyền hình cáp, nhà bếp, máy giặt và phòng sinh hoạt chung. Ngoài ra, mỗi hai em học sinh sẽ cùng chia sẻ một phòng ngủ đôi rộng lớn. Với số lượng học sinh của trường là 300, tỷ lệ giáo viên trên học sinh là 1/7. Ngoại ngữ đào tạo của trường có Tây Ban Nha, Pháp và tiếng Latin. Khóa học chuyển tín chỉ vào đại học trên cao đẳng là văn học Anh, lịch sử Hoa Kỳ, địa lý nhân văn, thống kê, tích phân, vẽ. Các môn nghệ thuật có vẽ nước, nhiếp ảnh, làm sách nghệ thuật, làm tranh in, ban nhạc, hòa nhạc, diễn xuất, v.v. Thể thao có đá banh, chạy đua địa hình, bóng rổ, chạy đua trong nhà và ngoài trời, đua thuyền, bóng mềm. Môn học ngoại khóa và các câu lạc bộ có ứng xá quốc tế, câu lạc bộ sách, cờ vua, kịch, các câu lạc bộ hoạt động vì môi trường, diễn xuất, ban nhạc, toán học, v.v. Yêu cầu đầu vào nhận học sinh từ lớp 9 đến 12 có tiếng Anh và tỷ lệ được nhận vào đại học là 100%. Các danh sách trường được chấp nhận đó là trường Brest University, Boston College, Cornell University hoặc là University of California, University of Maine, University of Michigan, v.v. Và để được tư vấn về chương trình du học ở Mỹ, thủ tục, hồ sơ, các bạn hãy liên hệ với các chuyên viên tư vấn của Tân Đại Dương để nhận được sự hỗ trợ qua hotline 0996277629, hoặc các bạn có thể truy cập từ các trang web của công ty để tìm hiểu về tin tức du học của các nước, đó là tân đại dương.edu.vn và tddvn.com. Sự lưu ý với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Thì ngày nay du học Mỹ được khá nhiều các bạn trẻ lựa chọn làm điểm đến để du học. Và trong chương trình chia sẻ về du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương hôm nay, mời các bạn cùng trò chuyện với em Diệp Mỹ Thanh, một tân du học sinh Mỹ vừa nhận được visa du học. Chị chào Thanh. Chào chị. Mời Thanh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em. Dạ, năm nay em 23 tuổi, em vừa tốt nghiệp Đại học Văn Lang và em cũng vừa lãnh bằng vào tuần trước. Hôm nay thì em đi xin visa và rất may là em đã đậu. Niềm vui được nhân đôi đúng không? Cái cảm nhận của Thanh khi mà nhận được visa du học Mỹ như thế nào em? Dạ thì cũng như em vừa nói á, tuần trước thì em cũng vừa lãnh bằng xong rồi bây giờ lại đậu visa đó, em rất là vui. Cái lý do tại sao Thanh chọn Mỹ đi du học em? Dạ em chọn Mỹ thì bởi vì ở bển thì em cũng có bạn bè ở bển, rồi ba mẹ cũng muốn em đi sang bển thì sau này cái tấm bằng của em trở về Việt Nam á sẽ có giá trị và em có thể có cơ hội thăng tiến cao hơn. Với Mỹ thì mình sẽ học ở bang nào vậy? Dạ em học tại bang Massachusetts. Rồi mình học ở trường nào? Dạ em lúc đầu thì em sẽ học tại trường UC Boston, sau đó em sẽ chuyển tiếp và học chính thức tại trường UMass Boston đó chị. Là cái cảm nhận khi mà làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì em thấy như thế nào? Dạ thì trong thời gian làm hồ sơ ở đây á thì em có những cái thắc mắc gì á em hỏi các anh chị đều trả lời rất là tận tình. Và anh Khôi với chị Kim là hai người cũng trực tiếp hướng dẫn cho em á. Anh Khôi em thấy rất là nhiệt tình, dễ thương. Em có cái thắc mắc gì á em gửi mail hay là những cái tin nhắn thì cho anh Khôi đều trả lời rất là nhanh chóng. Trong quá trình phỏng vấn thì em cũng có học với anh Bảo Anh,
Thì lúc đầu thì nói chung là em cũng có hơi phần sợ sệt đó. Nhưng mà sau khi học với anh Bảo Anh á thì anh cũng phân tích cho em nghe nhiều cái khía cạnh và những cái mặt mà em cần phải tránh né, cho nên là từ đó em cũng cảm thấy là tự tin hơn. Khi đi vô phỏng vấn thì em cảm thấy tự tin. Dạ, rất là tự tin. Qua đâu thì Thanh biết được dịch vụ của Thanh Đại Dương? Dạ thì em cũng tìm kiếm ở trên mạng và nó có giới thiệu là những cái công ty uy tín đó chị. Thì em thấy là Tân Đại Dương là một công ty tốt, cho nên là em quyết định chọn Tân Đại Dương. Cái dự định này trong tương lai của Thanh thì như thế nào? Em sau khi học xong tại Mỹ thì em có dự định gì? Dạ, sau khi học xong tại Mỹ thì em sẽ về Việt Nam làm việc cho công ty VNG như lúc đầu em cũng mong muốn. Và chị thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chúc em học tập tốt tại Mỹ và hoàn thành được ước mơ của mình nha. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn em. Các bạn vừa lắng nghe chia sẻ của em Dịch Mỹ Thanh về cái quá trình làm hồ sơ xin visa du học Mỹ của mình thì như thế nào. Và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ du học Mỹ thì các bạn hãy liên hệ ngay tới công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh của rất nhiều trường cao đẳng đại học của Mỹ. Và các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ ở quận Nhất, quận 5 hoặc là Nha Trang. Thông tin về các chia sẻ thì các bạn cũng có thể truy cập tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.